Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phạm Thành Luân. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau tập luyện ca khúc Sapa Nơi Gặp Gỡ Đất Trời. Đây là một ca khúc song ca rất hay. Chúng ta sẽ tập ở gam Rê Thang Thứ. Đây là một ca khúc mang âm hưởng của dân ca Tây Bắc, vùng núi Tây Bắc. Mình set mẫu, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Bồng bềnh mây trắng thấm thoáng lo nho rừng cây, long lanh trong xanh dòng suối dẫm dìu sắc màu chờ phiên, ngọt ngào cánh lê em hai đào xuân chuông chim anh say, ngọt ngào sớm răng rồi. Nào chúng ta đi chi tiết nhá. Bồng bềnh, luyến chữ bồng luôn. Bồng bềnh, bồng bềnh, cái bồng bềnh đầu tiên chúng ta luyến chữ bồng, bồng bềnh xong chúng ta đi thẳng luôn. Bồng bềnh mây mây luyến xuống mây mây trắng, cái chữ trắng chúng ta luyến trắng, ba từ trắng nha. Những cái nốt luyến đấy chính là cái âm hưởng đặc sắc của vùng núi Tây Bắc các bạn nha, phải có thì mới hay được. Bồng bềnh, bồng bềnh, đó nó giống như là trên núi thật đấy. Bồng bềnh, bồng bềnh mây mây trắng ngắt, ngân dung sau đó ngắt và đổ xuống nha các bạn nha. Thấp thoáng, thấp thoáng, thấp thoáng lo nhô, thấp thoáng lo nhô rừng cây, thấp thoáng lo nhô rừng cây. Thấp thoáng lo nhô rừng cây, ngân dung và chữ y mở môi ngang các bạn nhé. Bài này chúng ta là bài vui tươi, các bạn có thể cười nhiều hơn bình thường một tí nha. Bồng bềnh cả câu này, 2, 1. Bồng bềnh mây trắng thấp thoáng lo nhô rừng. Rồi tiếp theo nào. Lòng lành trong xanh dòng suối, lòng lành luyến lên, lòng luyến lên, lòng lành trong xanh dòng suối suối suối, lòng lành trong xanh dòng suối lấy hơi dập dìu sắc màu chờ chờ phiên, dập dìu dập lưỡi lên, dập dìu chữ u thì chúng ta hơi tròn môi, dập dìu sắc màu chờ chờ đổ xuống chờ phiên 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 phiên, lấy thật nhanh nhỏ, dập dìu sắc màu chờ phiên, ngân dung vẻ khép và chúng ta sẽ khép về chữ n lại nhá. Lòng lành trong xanh dòng suối dập dìu sắc màu chờ phiên, âm lượng nhỏ xong to xong lại nhỏ luôn các bạn nha. Tiếp luôn này, ngọt ngào chỗ này chúng ta lại đẩy lên, ngọt luyến luôn, ngọt ngào cánh lê em hai hai hai, ngọt ngào cánh lê em ngân dung với chữ y, ngọt ngào cánh lê em hai đào, đào xuân chuông chim anh say, đào xuân chuông chim anh say như say thật đấy nào. Ngọt ngào cánh lê em hai nha, một lần nữa này, ngọt ngào cánh lê em, ngọt ngào cánh lê em hai này hơi, đào xuân chuông chim chim luôn lên, đào xuân chuông chim anh say,
đào xuân chuông chim mây say ngọt ngào sương răng lối phố, ngọt ngào sương răng lối lối phố, lối lối xuống phố lướt lên tròn môi ngọt ngào sương chuông chim mây say ngọt ngào sương răng lối phố phố xôn xang xôn xang xôn xang nhịp váy nhịp váy sang lướt xuống váy tao lướt lên và đổi chữ y y ấy. Nhịp váy đúng đưa đúng lướt lên đưa đúng đưa nha. Yeah, lại này ngọt ngào hài một ngọt ngào cánh lê em hai đào xuân chuông chim anh say ngọt ngào sương răng lối phố xôn xang nhịp váy đúng đưa. Đó, như vậy chúng ta đã xong khổ đầu tiên rồi. Mà bây giờ chúng ta đến với điệp khúc các bạn nhé. Vang tiếng khen chàng trai xuống chờ, hẹn gặp ai mà sao vui thế. Tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Đó, nào. Vang tiếng khen, vang nó là cái nhịp đi ấy, như gọi là nhịp đi của những người mà người miền núi mà chúng ta đang đi xuống dốc ấy. Đấy, nó cứ nhấp nhô. Thì cái âm nhạc cũng tạo ra được cái hình tượng như vậy, nên các bạn hát nó rất khoan này nhá. Vang tiếng khen chàng trai xuống chợ, cười lên. Vang tiếng khen chàng trai xuống chợ, hẹn gặp ai mà sao vui thế. Hẹn gặp ai mà sao vui thế. Thế thế nhá. Chi tiết này. Vang vang tiếng khen lướt xuống. Chàng trai xuống chợ, chợ chờ ở đó. Vang tiếng khen chàng trai xuống chờ lấy hơi. Hẹn gặp ai ai lướt lên. Hẹn gặp ai mà sao vui thế. Thế 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 mà nhỏ thôi à, giống như một cái câu nói thủ thỉ ấy. Hẹn gặp ai mà sao vui thế. Thế rồi một lần nữa nào. Vang tiếng khen chàng trai xuống chờ, hẹn gặp ai mà sao vui thế. Tiếng tiếng đàn môi em nói điều gì. Tiếng thật nhanh đóng luyến lên và đóng cái chữ ngờ. Tiếng đàn môi môi luyến lên. Tiếng đàn môi em nói điều gì. Tiếng đàn môi em nói luyến lên. Điều luyến xuống điều gì. Điều gì nha. Tiếng đàn môi em nói điều gì. Hơi. Cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Cho ta ngồi. Cho ta. Ta lướt lên. Ngồi lướt xuống. Cho ta ngồi bên nhau. Bên nhau hát thẳng. Đêm. Cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Đêm. Đêm nay. Đêm hơi luyến nhẹ xuống hai nốt. Nay chúng ta lướt lên. Cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Rồi, dễ không các bạn? Dễ mà nhỉ. Mình hướng dẫn cho từng câu như vậy thì các bạn có thể làm chi tiết mà nhỏ nhỏ chậm chậm thôi nhá. Vang tiếng khen nào. 2, 1. Vang tiếng khen chàng trai xuống chờ, hẹn gặp ai mà sao vui thế. Tiếng đàn môi em nói điều gì. Cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Đi luôn. Xa ba chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba nơi gặp gỡ đất trời. Rồi, hai câu tiếp theo các bạn nhé, chi tiết nào. Xa ba, ba thì chúng ta hơi pha chữ ơ vào kiểu xa ba ấy, nhưng mà cười lên thì nó lại giống chữ A chứ không phải là super. Đấy, và cái âm thanh chúng ta sẽ thoát sáng hơn và nhìn cái mặt mình nó vui tươi hơn.
sa sa pa. Cái chữ pa chúng ta sẽ từ nhỏ đi đẩy lên âm lượng lớn, lực nó vẫn là từ mạnh tới quên từ nhẹ tới mạnh các bạn nhá. Rung lên nữa. Sa pa chiều nghiêng huyền thoại. Sa pa mà hát to, chiều nghiêng huyền thoại chúng ta hát nhỏ và giảm âm lượng xuống các bạn nhé. Sa pa chiều nghiêng huyền thoại. Đó, mặt trời mọc lên vẫn là nhịp đi. Mặt trời mọc lên từ má em. Lên chúng ta luyến lên, má luyến lên. Nha, nghe nó điệu điệu một tí. Mặt trời mọc lên từ má em. Mặt trời mọc lên từ má em. Đó, cả câu này. Sa pa chiều nghiêng huyền thoại. Mặt trời mọc lên từ má em. Phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Phố nhỏ hiện lên, lên, lên. Phố nhỏ hiện lên từ trong mây, mây. Lên chúng ta luyến lên, mây chúng ta lấy và đổ xuống. Phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Sau chữ em mà chúng ta lấy hơi luôn nhá. Phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Lấy hơi luôn. Phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba nơi gặp gỡ đất trời. Ơi xa ba. Ơi lưỡi lên, xa lưỡi lên, ba lưỡi lên. Nhưng mà chỗ này mạnh hơn và mở miệng to nhiều hơn. Ơi xa ba nơi gặp gỡ đất trời. Nơi gặp gỡ, gỡ luyến lên đất, luyến lên trời, luyến xuống. Nơi gặp gỡ đất trời. Bài này phải luôn cười ý, nha. Bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái. Bốn mùa hoa trái, trái luyến lên. Bốn mùa hoa trái và mùa con trai. Và mùa con trai, chỗ này không luyến. Và mùa con trai hát gọi con gái. Gái này mình luyến các bạn nhá. Nhớ là các chữ i, nghe nó sẽ rõ từ. Bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái. À, chữ gái này mình hay lấy. À, bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái. Gái nó mới ra chất miền núi. Gái đắm say phiên chợ. Đắm say phiên chợ phiên. Luyến lên. Chợ đổ xuống. Đắm say phiên chợ anh về cùng em. Em chúng ta mở ngang nhưng ta pha ơ à pha e nhé các bạn nhé. Đắm say phiên chợ lấy hơi anh về về hơi lên xuống. Anh về cùng cùng luyến lên. Anh về cùng em. Em chúng ta luyến hai từ em là ba từ chứ em nhé các bạn nhé. Và giữ nguyên cái form miệng này và đẩy cái lực hơi cho các bạn nhé. Đây. Đắm say phiên chợ anh về cùng em. Đấy. Đó. Ở cái chất của dân ca miền núi thì các bạn có thể đổ cái đuôi xuống một tí. Đấy, nó mới ra được cái chất đấy nhá. Nào. À, mình sẽ làm lại bốn cái câu kia nhé. Các bạn đi cùng này. Sa pa chiều nghiêng. Hai. Một. Sa pa chiều nghiêng. Mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba nơi gặp gỡ đất trời. Bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái. Đắm say phiên chợ anh về cùng em. Rồi, có một cái câu ở cái khổ lần hai nhắc lại. Thực ra vẫn là như lần một thôi nhưng mà thay ở một cái câu cuối cùng. Bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái. Đắm say phiên chợ ai về cùng xa ba. Đắm say phiên chợ ai về cùng xa xa ba. Xa này, xa là từ xuống ba nó lấy ba ba. Đắm say phiên chợ ai về cùng xa ba. Chúng ta sẽ đến với câu cuối cùng nhá, câu khó nhất bài luôn. Nào.
Sapa ơi, Sapa ơi, Sapa. Đắm say bao tình, ơi, ai về cùng Sapa. Thì đây là nốt son thăng 4. Tuy nhiên mà khi nốt son thăng 4 mà lại treo ngân dài thì đấy là nốt rất là khó. Nên chúng ta cần phải tập rất kỹ, rất kỹ, rất kỹ các bạn nhé. Đây. Sapa ơi, Sapa ơi. Hai câu này giống nhau thôi nha. Sapa ơi, Sapa ơi. Nhưng cái câu thứ 3 này là câu khó nhất này. Ở câu thứ 3 thì chúng ta lấy vừa phải hơi thôi. Những cái điểm thì chúng ta giãn hơn, miệng chúng ta mở nhiều hơn, ta giống như là cười nhưng mà thực tế là chúng ta nhấc cái răng nhiều hơn nữa. Và cái âm thanh chúng ta ngáp cái vòm trên lên để nó giống như cái âm thanh đóng ấy các bạn nha. Nào. Sapa ơi, Sapa ơi. Sapa. Ngắt. Đấy, đắm say bao, đắm say bao tình. Chúng ta bao luyến lên, tình chúng ta luyến xuống. Đắm say bao tình. Ai về cùng lấy hơi. Sắp cái sa này là lúc luyến ở nốt son 4. Cái câu cuối cùng. Ai về cùng. Ai về cùng Sapa. Đó. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng với nhau tập luyện xong ca khúc Sapa nơi gặp gỡ đất trời rồi. Và hy vọng với những hướng dẫn vừa rồi thì các bạn có thể từng bước hát tốt hơn ca khúc này nhé. Và trước khi video kết thúc thì các bạn đừng quên cho mình xin những lượt đăng ký, những lượt chia sẻ và hãy comment những ca khúc các bạn yêu thích phía dưới, chúng ta sẽ tập luyện nhiều hơn. Và các bạn quan tâm tới các lớp học thanh nhạc online, offline thì mình có để phần liên hệ dưới phần mô tả, có số điện thoại, có Zalo, có fanpage, các bạn có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.